Hello, xin chào các bạn. Hiện bây giờ là 9 giờ. Mình đang có mặt tại khu danh thắng Bãi Môn Mũi Điện Đại Lãnh. Mời các bạn đồng hành trải nghiệm cùng mình. Hôm nay có một cái thành viên mới của team Ánh Miền Trung là con gái ông ba. Đại ca, đi. Mời các bạn trải nghiệm cùng mình. Đường đi á là rất dốc các bạn. Đây cũng có sức khỏe chứ không có sức khỏe thì đi không có nói. Đầu tiên thì mình bước qua một cái chiếc cầu. Con suối này nó chảy ra biển Bãi Môn gần đây này các bạn. Không rõ quá. Rồi nó nắng quá đi. Nắng quá nắng là bà nhìn cái nhá nhá cái tín hiệu á. Bà không thấy. Giờ có. Chắc còn xa lắm chứ. Xa lắm. Bữa nay hai bố con đi tham quan du lịch Mũi Điện. Trời ơi, người đây. Tiến lên. Cho đi trước xíu nha. Cho đi trước xíu, quay cho nó đẹp. Cho nó vui. Rồi. Lên con, ráng lên. Đây cũng có mấy vị khách tham quan cùng cha con mình này các bạn. Ồ, mới này ngó ly lử. Mệt quá. Đi con xíu mà chịu chân lắm. Đây bây giờ người ta xây đi non dở dàng cho trước đây. Trước đây là không được về đâu các bạn ơi. Bây giờ người ta xây quá là đẹp rồi. Do người ta mới du lịch á. Người ta tạo dựng cái cơ. Đúng không? Cái con đường nó dở đi hơn. Gặp gì chăng? Gái ông ba thở quá thở. Biểu sao bà già mà ba không thở. Tất nhiên là đi cho vui. Đi vui. Cháu ở đâu à? Dạ. Em ở đâu à? Như mà đang ở Đắk Lắk hả? Dạ. À xuống à. Chắc mới đến gì hả? Bọn em đến được mấy ngày rồi. À, chừng nào về lại? Dạ mai. À, mai. Hôm nay bọn em về. Mai. Giờ mình chắc chiều về ha. Dạ, chiều về ạ. Tạm nghỉ chân. Mới đây là họ đón biết là du khách mệt là họ làm tạm nghỉ chân gì các bạn. Tạm mới gọi là tạm một á các bạn. Đây em bé đây là gọi là em bé giỏi này. Em bé thấy không? Em bé gì mới giỏi chứ. Hả? Em bé mà leo núi gì là tinh thần cao lắm rồi. Chứ không là nó không có tinh thần cao là nó bắt ba mẹ bó anh cố rồi chớ đi chứ làm ngựa chớ đi à, ông con giúp lỗ tay ông ba. Đó, thấy không nó dựng ngược lên
À, con đi sau ông ba mới thấy được con ở trong quy. Ông ba quay ngược về sau mà. Không, từ từ là kia quay đi. Không không, quay cho nó có trong clip chứ. Lấy cái khẩu trang xuống. Lấy khẩu trang xuống nha. Con chậm chậm không? mấy bữa nay chơi đâu kéo? Hả? Dạ. Mấy bữa nay chơi đâu? Đi dưới xuống đồng á. Xuống đồng là ở chỗ Cù Long ở nhà. Chuẩn bị gió chiều mà. Bị giỏi gớm mà còn thấy. Đi khoanh 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 đó. Mũi điện này lúc trước mà mình cũng có đi, nhưng mà thời gian không đi đến mũi điện là cũng khá lâu rồi các bạn. Nên hôm nay mình quyết định đi với con gái mình. Trước là mình đi mình làm một video để chia sẻ đến khán giả, và sau nữa là cho gái biết cái mũi điện. Từ nhà mà đi đến mũi điện thì rất xa các bạn, chắc tầm 40 cây số các bạn. Má thở quá. Thở cho nó khỏe. Mát được cái đó. Chào khán giả một cái con. Chào khán giả. Ở đây này, bạn muốn một chút mà hơi chiều chiều quá. Qua đó. Chiều đó. Đẹp lắm, trên giường còn thấy đẹp lắm. Đi đẹp lắm. Không phải đơn giản đâu, lên TV là thấy ngon lắm. À, ông kia tàu lắm, ông bà nói bà quay ông lên TV. Ông chịu, ông nói nó giác một giác con cái ba con chút sao nó có. Bà nói có anh mừng. Nó mới TV lại có anh mừng được cười. Mũi điện Đại Lãnh là cách thành phố Tuy Hòa bao nhiêu cây con? Ở tầm tổ ước lượng cả bao nhiêu cây? Cái này ba nói 35-40 cây. À, thì tầm 30 cây ha. 30 cây. Mũi điện này là mặt trời mọc trước nhất ở Việt Nam mà là sao đó con? Đúng không? Nó là địa lý á. Đúng á, đúng á. Đúng á, mặt trời mọc sớm nhất. Đây là mấy vị khách ở tỉnh Đắk Lắk này các bạn. Họ đi chơi xuân rất là xa. Mấy ngày mà chưa về lại quê các bạn. Ba đòi cái mũ đi nó tốt quá. Nó mát ba hay không? Con đâu? Không thấy con này. Hả? Đây là trạm nghỉ chân này các bạn. Các bạn thấy mình đi
một đoạn mà tới hai trạm Nghi Chân là các bạn biết nó dốc cỡ nào rồi ha. Hello. Rồi có ba là buộc phải như vậy thôi mà. Không, không chưa đâu. Chưa. Đây. Bên tay trái của mình là bãi môn các bạn. Trên đường đi lên mũi Đại Lãnh thì mũi điện Đại Lãnh thì bên trái mình là cái bãi môn rất là đẹp các bạn. Rất đẹp này. Các bạn thấy cái bãi môn đây là phải nói đúng đẹp luôn các bạn. Hoang sơ mà. Nước biển nó xanh mà nó con sóng mà nó đẹp á. Bây giờ mình tranh thủ mình lên trên mũi điện rồi chừng tí nữa xuống mình review bãi môn cho các bạn xem chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của biển. Mùa xuân thì nước biển nó xanh, nó đẹp các bạn, sóng nó cũng vừa phải nữa. Bây giờ mình tranh thủ mình lên trên mũi điện các bạn. Giờ bà không do cái nó bị ngược ánh sáng, bà không muốn quay thì quay kia, mình đi quay vậy. Ngược ánh sáng nó xấu lắm, cái thước phim nó mờ, không còn trong. Còn một hai ngày gì đó là bắt đầu là mọi người lao vào công việc làm, lo làm. Biến cho chân với mình đi rồi nói cho nó chứ con thì cũng biết chứ người ta ở các tỉnh thành xa xôi mà người ta đến chơi được hướng như mình nói gì đó du lịch đây là du lịch á như bài môn cho các bạn xem nè. Dưới bây giờ nó nắng quá. Cái con suối từ ở bên đèo cá nó chảy xuống các bạn là nó đổ ra cái bãi môn đây các bạn. Rồi họ đến họ chơi nè, họ tắm biển thì họ lên là họ tắm nước ngọt ngay đó chứ không cần đi đâu các bạn. Đó, bãi môn rất đẹp các bạn, phải nói đúng đẹp, nó đúng đẹp các bạn, cảnh nên thơ quá, cảnh quá đẹp luôn. Nước biển thì màu xanh ngọc bích, con sống thì vừa phải. Ta đi của mình nè em. Dạ. Đây có ông mấy người kia rớt ở đằng sau rồi. À. Mình kia rớt. Đi giói mình thử đi trước ha. Hả? Đi giói mình thử đi trước ha. Không sao? Ở đâu du lịch đây? Hả? Ở đâu du lịch đây? Ở Đà Nẵng. Ô chua chua. Đây là quý khách Đà Nẵng các bạn. Đi xa dễ chưa? À, vô này lâu chưa? Tí mình vô á? Vô được mấy hôm. À, chừng nào vừa lại? Chừng nào vừa lại? Yeah. Mai. Chúc du lịch vui vẻ nha. Cảm ơn nhiều. Gió cứ về mình gió đi chơi dữ phải không? Điền đây là tái nhâm như vậy này, mất nhiên mất đồ nhâm như vậy, gió thấy kinh, gió nó nở nồ bỏ chút nữa mà đường xuống bãi môn này rồi xuống dưới đó là
Hello. Mình làm kênh là dễ cho con. Chào. Chỉ có hai trạm là đến bài môn mà các bạn, đến 10 điện các bạn. hai trạm. Quá mệt. Mời đón ba người. Hai trạm mà đến 10 điện. Hả? Đến quá. Không đi luôn đây. Hello. À đi luôn này đúng không? Nó có lý do chứ. Nó có lý do hả? Okay. Chắc cũng gần đến rồi các bạn. Ở đây so với những cái chỗ mà mình đi thì nó nói gì dốc chứ nó không quá bình thường các bạn. Mình đi nhiều chỗ nó gơ gớm rồi, thử mình thấy là cái chuyện mà đi mũi điện là quá bình thường các bạn, không có gì khó khăn. Mới đầu thì đờ ba lên thì cũng bị thở các bạn. Đi xíu nóng mấy rồi coi như nó bốc là đi bình thường các bạn. Nhớ mà mày vậy đó, Đắk Lắk này. Chú cũng hỏi ra mới biết ở Đà Nẵng đi rước con ha. Dạ, mình đi rồi chú. À, mình đi rước. Mình đi rước. Có tâm hồn du lịch ha. Đây. Đây, cho no. Má mà đi chứ không má thôi. Đây, chữ anh chữ lửa con. Nô là không lửa ha. Nô là không lửa. Nô là không lửa. Giờ này không có được xài lửa. Thì lửa nó cháy rừng. Các bạn thấy trên này cái nói chung ở đây nó thuộc về bán đảo đó. Cái một cái dãy Trường Sơn Đông nó trồi ra ở mặt đông này các bạn. Nên nói chung rừng bị giờ chỗ nào vậy các bạn. Còi cặp á. Thì có vườn quốc gia báo vợ thì mới có rừng cây to cao, còn đây các bạn thấy mình coi nó nhỏ nhỏ không có lớn, rất là mát mẻ các bạn. Các bạn có dịp á mời các bạn đến Phú Yên mình tham quan. Các bạn nhớ tham quan mũi điện các bạn, mũi Đà Lạt. Hello. Nó dễ, nó phét mà cò nó vẫn quay, nhưng mà mình muốn canh cho nó cái màn hình nó sáng á con ạ. Mình canh cho nó chuẩn chứ nếu nó không có màn nó không sáng thì mình đi nó trọc ra hoài là nó không có mình được đâu. Ba mà động vô chút bia là ba một lon hai lon là ba mệt liền. Ba cử. Bữa qua xuống nhà bác Tư ấy. Uống gần lon một mà. Tết nhất phải uống một lon mà cũng bị mệt. Ba đâu có chịu men. Không chịu. Không chơi nữa, xuống mấy anh em. Chơi rồi. Đây. Vui. Chúc vui á. Mình thấy cái dứa không? Dứa kinh khủng. Đây được cái nó mát quá. Nó mát lên đây, nó mát mẻ. Cái rừng núi rồi cái độ cao.
Rồi nó còn biến nữa. Hello, hello. Đi mình có quay vậy mình mới có khán giá thôi. Có khán giá mà xem mà đông vui chứ mình đi mình cứ có hai cha con mình. Mà thấy nó buồn. Chùa mà. Đó giờ nó đến nơi này các. Đến nơi rồi các bạn ơi. Đến nè, đến mũi điện rồi này. Quay qua, quay đi con. Bây giờ bước lên là bậc đây là không biết bao nhiêu cấp chứ không phải. Không biết nhiều cấp gì nói. Họ đi đến là chơi xuống đông lắm các bạn. Hello hello. Xuống ha. Không chơi nữa à. Có gì vui không? Vui quá trời vui. Thở. Hello hello. Anh chị anh thương cháu. Yêu động vật là số 1 rồi nha. Cũng đông chứ các bạn. Lên đây nắng quá nắng mà thấy khách rồi chơi rất là đông. Số nào đi muộn à lên chơi mà số nào chơi vui xong rồi xuống các bạn. Hết giờ. Hết giờ. Nắng quá nắng. Nắng quá nắng cái cũng mất đó. Mất đấy á, mất sức khỏe. Giờ uống nước. Hai đăng lên kia các bạn. Hai đăng lên kia tí nữa mình lên mình review ngọn hai đăng đó. Bây giờ mình tham quan cái khu vực của mũi điện. Đó. Năm chú, năm cây. Dạ cứ mát lắm đây. Dạ đình mày theo cứ mát lắm đây. Dạ hết cháy gia đình vô đây em bôi. Cái nhất rồi vô đây. Đẹp không? Đến mùi điện tham quan cảnh nó đẹp không? Đẹp ha? Nhất ha? giờ nắng quá à. Khách họ vào đây họ trốn nắng hết các bạn. Các bạn nhìn thấy cảnh biển rất là đẹp các bạn. Nước màu xanh ngọc bích đây. Cảnh núi non hùng vĩ các bạn. Đẹp quá. Xa xa có những cái con thuyền. Đó. Đây là để mình đọc mấy cái dòng chữ. Hải đăng mũi điện, hải đăng mũi Đại Lãnh, Phú Yên, Việt Nam. Nơi đón ánh bình minh này, đầu tiên này. Trên đất liền Việt Nam này, mặt trời mọc và là sớm nhất Việt Nam. Mũi điện. Thôi, hàng dưới đây xin nhường lại cho mấy ông tiếng Anh. Không. Không video đi, đây video YouTube mà họ không có lo cái chuyện gì cứ thoải mái. Để chụp ra đấy không? Chụp ra đấy không? Đây bây giờ hình như nắng quá khách cũng ý
clip các bạn. Bây giờ khách lấy mũ ra được ạ, à, mát hả? Chụp đi. Mình lên à. Quá. Một con ở trong đó ấy, nghỉ mát rồi ba lên đây ba quay trước. Đây nó bị ngược. Nó bị ngược à. Bị ngược à. Nắng quá quay không được. Ở đây là đây là nó gọi là quần thớ khu du lịch Mũi Điện các bạn. Đây là lên cao nhất, gọi là lên cao nhất. Ở đây mình lên đây mình ngắm được biển, ngắm được biển. Chỗ đây ít người lên nè, do nó cũng hơi khó đi chụp. Quay ra biển không có được các bạn, bị chói quá. Chói quá. Quay nó bị ngược ánh sáng các bạn. Cô bên kia đẹp quá các bạn ơi. Nó đẹp các bạn. Nguy hiểm quá các bạn. Nói chung đây nguy hiểm, họ ít lên.